Lần này đệ quay về là có một chuyện muốn thỉnh cầu, muốn mượn quán cốt về sử dụng. Đệ còn nhớ quán cốt này có ý nghĩa gì không? Đệ nhớ. Nhớ mà còn đến mượn. Năm xưa tuy đệ rời khỏi Khư Tông Môn, nhưng trước giờ chưa từng quên lời hứa với huynh. Đệ đảm bảo nhất định sẽ trả quán cốt cho huynh đúng hạn, đồng thời cùng với huynh giải lời nguyền của cấm thuật. Cho nên lần này đệ tới là khẩn xin sư huynh. Sư đệ, đệ từ xa đến đây chắc cũng mệt mỏi rồi. Cũng may là mấy năm qua phòng của đệ huynh đều căn dặn người đến quét dọn. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, đệ về phòng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì chúng ta để hôm khác bàn tiếp. Sư huynh, thì ra Lạc Minh Hiên đang ở chỗ huynh. Huynh có biết hắn ta dùng máu của người khác để giải trừ phong ấn cho mình, hành động như vậy huynh còn đi giúp hắn ta sao? Giang môn chủ, chẳng lẽ là người của Dạng Lộ Môn, ngài cũng thủ hạ Lưu Tình sao? À, dù sao hắn cũng là sư đệ của tôi. Một kẻ phản giáo thì tình nghĩa gì? Huống chi hắn ta đã biết được chuyện ta đang ở Hư Tông Môn. Nếu hắn truyền tin về Dạng Lộ Môn thì Hư Tông Môn sẽ lập tức đối diện với Quả Diệt Môn. Dù ngài có niệm tình huynh đệ đồng môn ngày trước, cũng phải giam hắn ta lại. Người đâu, giam Cố Hàm Quan vào địa lao, đừng để hắn liên lạc với bên ngoài. Dạ. Chuyện nặng nhọc này hay là người đừng làm nữa. Không nặng nhọc, người xem sắp xong rồi nè. Hình như hơi thiếu ngọt rồi. Không sao cả, để hấp lại sửng khác, như vậy là được rồi. Hả? Còn hấp sửng khác nữa sao? Hàm Quan rất kén ăn, tất nhiên ta phải làm loại ngon nhất chứ. Sư phụ à, tại sao chúng ta lại phải giam sư thúc lại vậy? Hư Tông Môn chúng ta trước giờ không can dự phân tranh giang hồ, vậy thì cuộc chiến giữa Kim Tiên và Dạng Lộ Môn hiện giờ sao chúng ta bị kẹt chính giữa chứ? Bởi vì ta hiện giờ cần được Kim Tiên tín nhiệm. Sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy sư thúc từng là người trong Hư Tông Môn chúng ta, dù thân ở Dạng Lộ Môn nhưng vẫn là làm chuyện hành y cứu người.
Cũng không nên vì một câu nói của Kim Tiên mà làm khó sư thúc. Hay là chúng ta thả sư thúc ra đi? Bây giờ chưa được, đợi 3 ngày nữa. Đợi 3 ngày nữa thì mới được. Đã khuya rồi, ngươi về ngủ trước đi. Dạ. Rồi. Làm thành công rồi hả? An Tư, ngươi nếm thử đi, xem có phải mùi gì Hàm Quan thích không. Nếu chưa được ta làm lại xửng khác. Sao hả? Ngon lắm, ngon lắm. Đúng là khẩu vị mà sơn chủ thích. Tốt quá rồi. Cũng không còn sớm nữa, chắc Hàm Quan cũng đã sắp về tới. Có thể cho huynh ấy ăn rồi. Hư Tông Môn. Người coi có đúng không? À đúng đó, từ lâu ta đã thấy hắn chứng mắt. Nè, uống rượu đi, nè nè uống. À uống đi uống đi. Ây à. À được, chỗ này ngon đó. Đồ ngon. Đúng, phải. Nè nè, ăn đi ăn đi. Các ngươi lấy cho ta mấy cây ngân châm và rượu thuốc. Một tên ngục nhân ở đó còn đòi này đòi nọ. Uống tiếp đi. Rượu trắng cũng được. Ngươi cũng muốn uống hả? Ta còn không đủ uống à. Chạy đi, chạy đi, mau lên. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Mau lên, mau lên. Chạy đi. Bên này nè. Mau lên, chạy đi. Ghê quá. Mau chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Bên này. Mau lên, mau lên. Chạy đi, chạy đi. Sợ quá. Mau về nhà đi. Mau lên, chạy đi. Chạy đi. Mau lên, chạy đi. Bị Lệ Trần Lan và Lộ Chiêu Dao đuổi ra khỏi Vạn Lộn Môn, mùi vị thế nào? Là ta tự ý rời khỏi đó. Cứ cho là ngươi tự ý rời khỏi đó. Khương Vũ, cả trái tim ngươi cũng cho Lộ Chiêu Dao. Ngươi cứu cô ta, nhưng cô ta đối với ngươi sao? Có để ý ngươi không? Từ đầu tới cuối, cô ta chỉ quan tâm Lệ Trần Lan. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì đây? Ta biết Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm đã thương ngươi. Ngươi muốn có được nó. Chỉ cần ngươi liên thủ với ta đối phó Vạn Lộ Môn, giúp ta giết Lộ Chiêu Dao, thanh kiếm này đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Ta sẽ đem nó tặng cho ngươi. Cô tìm lầm người rồi.
Chuyện đã tới nước này không lẽ người không hận Lộ Chiêu Dao chút nào sao? Lão tử yêu cô ấy, lão tử chiều chuộng cô ấy, cũng giống như cô đối với Lệ Trần Lan vậy đó. Hôm nay ta không giết chết cô chính là vì cô quá đáng thương. Nếu như để ta biết được cô dám đụng vào Lộ Chiêu Dao, ta sẽ lý mạng của cô. Chuyện này huynh đừng quá lo, từ từ muội sẽ xử lý. Bây giờ Khương Vũ đang nhắm vào đệ tử trong môn chúng ta. Môn đồ Vạn Lộ Môn đã có không ít người chết dưới tay của hắn. Vậy còn Cố Hàm Quan, đáng lẽ nên về rồi chứ, sao lại không có tin tức gì? A Dung, huynh điều tra thử xem Hàm Quan còn ở Hư Tông Môn không. Ừ, được. Tông môn đời thứ 16, môn chủ Giang Hà, Chi Linh Dị. Sư phụ, sư phụ, đã theo lời sư phụ căn dặn, con đem quán cốt đi sát rồi, có phải đem qua chỗ Kim Tiên không? Sư phụ, vị quán cốt cuối cùng này là sư phụ tự chuẩn bị cho mình. Giang môn chủ, Kim Tiên. Giang môn chủ hôm nay có phải là muốn trị tại đây luôn không? Đúng vậy, ngươi lui xuống đi. Sư phụ, con muốn ở bên cạnh học hỏi. Hôm nay ta trị cho Kim Tiên là vô cùng nguy hiểm, ngươi ở lại sẽ ảnh hưởng bọn ta, lui xuống. Dạ. Kim Tiên mời. Giang môn chủ. Hôm nay so với mọi ngày có chút khác lạ. Thành hay bại đều nằm ở đây, khó tránh cần thận trọng. Nếu như thành bại đều do hôm nay, hy vọng Giang môn chủ nói ta biết nguy hiểm mà Giang môn chủ vừa nói rốt cuộc là gì vậy? Hư Tông Môn mật thuật. Thì ra là vậy. Giang môn chủ có gan lắm. Kim Tiên mời. Chút nữa hy vọng Kim Tiên làm theo kết ấn ghi trong này để phối hợp điều trị. Thank you.
Không hổ là thân thể kim tiên. Cũng chính nhờ thân thể kim tiên này mới có thể kế thừa sức mạnh vô thượng của huyết mạch Giang thị ta. Giang Hà, người cứu ta vì muốn đoạn thân kim tiên ta. Chuyện tới nước này, ngươi còn mặt mũi nào gặp Liệt Tổ Liệt Tông ngươi? Mặt mũi nào à? Ta phá được lời nguyền quyết mạch Giang gia, nghịch thiên cải mạng. Liệt Tổ Liệt Tông ta đều phải tự hào vì Giang Hà này đó. Quang đường, quang đường, quang đường. Lúc đầu Trường Ngọc Thánh Chủ vì thức tỉnh ngươi mà đã tàn hại huyết mạch của Cầm gia ngươi không thấy quang đường sao? Ngươi vì không muốn lộ ra ngoài tàn hại đệ tử trong hư tung môn ta sao không nói quang đường? Không, Giang Hà, niệm tình ngươi cứu ta một mạng, ta không muốn làm hại ngươi. Ngụy quân tử, ngươi đúng là thứ tìm đường chết. Thật nực cười, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Giang Hà, thật ra hai ta đều như nhau thôi. Cả đại đạo tông môn cũng chết rồi, ngươi vẫn còn sống. Không, ngươi không được nói vậy. Thật là nực cười. Đại đạo chưa chết, chưa chết. Hư tông môn tam bảo, mật dược, cấm thuật, môn chủ, hôm nay đã lãnh giáo. Cái gì? Hư tông môn bị diệt môn, mau đi điều tra đi. Dạ. Kim Tiên, tôi vừa nghe nói hư tông môn vừa bị tiêu diệt, lo cho sự an nguy của người. Là ta làm. Giang Hà muốn sống qua 30 tuổi, ý đồ muốn đoạt thân kim tiên bất tử. Hắn dùng thiện ý của mình để ngụy trang, lấy lý do cứu ta để lừa gạt, lấy sự tin tưởng để vào thời khắc quyết định hắn đoạt kim thân của ta. Vậy Giang Hà hắn dám làm ra chuyện bất nghĩa này hay sao? Ta cũng không thể nào ngờ tới. Nhưng mà cuối cùng Giang Hà lại bị ta đoạt lấy công pháp mật thuật, hắn cũng vì vậy mà giọng. Làm chuyện bất nghĩa tất trong mạng. Nhưng mà tôi nghe nói là Giang Hà và các đệ tử của hắn chết gần giống như nhau. Không biết đệ tử hư tông môn dày tấn công ta, ta là bị ép buộc,
dùng tới công pháp của Giang Hạ trong người, nhất thời lỡ tay gây ra thảm kịch, đều là lỗi của ta. Kim Tiên, đừng có tự trách mình nữa. Ngài dùng mật thuật này cũng vì bất đắc dĩ. Đúng, hiện nay giang hồ nổi lên sóng gió, Giang Lộ Môn ỷ mạnh hiếp yếu, ta phải hy sinh tiểu nhân để thành đại nghĩa. Hư tông môn suy khiến ta lấy lại được sức mạnh vốn có, cũng coi như là bọn họ đã vì võ lâm chính đạo mà hy sinh vậy. Kim Tiên lòng chứa thiên hạ, lấy thân vệ đạo là may mắn của tông môn ta. Kim Tiên một lòng vì công, trời đất chứng giám. Trì Thiên Minh này, nguyên thầy chết đi theo Kim Tiên. Khoảng thời gian qua, các vị đồng đạo tông môn chắc đã chịu nhiều không ít tủi nhục. Bây giờ ta đã hồi phục công pháp, tin là tông môn sẽ mau chóng về lại thời hưng thịnh. Hai ta sẽ cùng nhau dẫn dắt tông môn đi tìm Giang Lộ Môn tính sổ. Nước có Kim Tiên soái lĩnh, tông môn ta nhất định trở lại thời quý quang. À phải rồi Kim Tiên, lục hợp thiên nhất kiếm hiện giờ đang ở Phụng Sơn. Hả? Lâm tử dự của Giang Lộ Môn, lúc cô ta phản bội Giang Lộ Môn đã mang theo lục hợp thiên nhất kiếm. Bây giờ cô ta và kiếm đều ở Phụng Sơn. Lâm tử dự. Dạ. Thiên ma bạch chỉ gừng gừng tươi pha với rượu đông, bôi lên vết thương, uống thêm dạng lục hoàng trị được thất nhật bông, hoặc là dùng ngân châm, hoặc dùng dao bén loại bỏ thịt độc, chặt tay cũng có thể sống. Cụ Hàm Quan này cả đời trị bệnh khắp thiên hạ, không gì là khó được. Thật không ngờ là đến cuối cùng lại chết không thuốc chữa. Nực cười quá, nực cười, nực cười quá. Cô nương, sơn chủ có thể sẽ về trong hôm nay hoặc ngày mai, cô đừng quá lo lắng. Ta tính thời gian, đến hôm nay lẽ ra cô nãy phải về rồi chứ. Chắc là dọc đường bị chậm trễ, hoặc là giang môn chủ muốn ôm lại chuyện cũ, chậm nhất là sáng mai sẽ về tới đây thôi. Sơn chủ cũng không nỡ để thẩm cô nương đợi lâu đâu. Du Ác Điện. Lại môn chủ, lục môn chủ.
Hai người có biết Hàm Quan hiện giờ đi tới đâu không vậy? Khi nào Quỳnh ấy về? Còn nữa, lúc Quỳnh ấy đi có dẫn theo Ám Lai về bảo vệ không? Trước khi đi, Cố Hàm Quan nói về Hư Tông Môn xin thuốc, không tiện dẫn người nên chỉ đi một mình. Hàm Quan nói 2-3 ngày sẽ về tới đây, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Tôi đang lo lắng, không biết trên đường Quỳnh ấy có gặp nguy hiểm gì không. Mặc Thanh, Quỳnh ở lại đi, muội dẫn người đi tìm Cố Hàm Quan. Ta đi với muội. Áp chế ma khí quan trọng hơn. Quỳnh yên tâm, muội không sao đâu. Quỳnh cũng không được có chuyện. Đợi muội về. Đi thôi. Hư Tông Môn. Trên dưới toàn môn đều chết, chuyện này là sao chứ? Cách chết này giang hồ chưa từng xuất hiện. Hàm Quan, Hàm Quan. Dạ. Chia ra tìm Nam Sơn Chủ, không được hành động đơn độc. Dạ. Hàm Quan. Thẩm cô nương, đây là địa lao. Hàm Quan, chắc chắn Nam Sơn Chủ không tới đây đâu. Hàm Quan. Thẩm cô nương. Muội là Thiên Cẩm. Hàm Quan, muội tỉnh lại đi. Hàm Quan. Trong địa lao này không có dược liệu, không có ngân châm, nên không trị được cho chính bản thân mình. Cho dù là ở núi cao rừng sâu, Quỳnh ấy nhất định sẽ không bị như vậy. Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Môn chủ, Thẩm cô nương, chúng ta nên đưa Nam Sơn Chủ về Vạn Lộ Môn trước đã. Hư Tông Môn này sợ là không an toàn, cũng không thể để Nam Sơn Chủ cứ ở đây hoài được. Nếu như ta tìm được hung thủ, nhất định sẽ bắt hắn trả gấp 10 lần. Vẫn là trà ở chỗ Tiểu Dận Dận, mùi vị là ngon nhất.
suốt ngày tới chỗ ta, không phải nghe tấu thì lại uống trà. Cẩm Tú công tử nhàn rỗi gì sao? Cẩm Tú này tất nhiên không có gì để lo, ngược lại là hư tông môn. Hư tông môn bị gì? Cô suốt ngày luyện cầm nghệ chắc là không biết rồi. Sáng nay mật thám về báo lại, hư tông môn bị người ta diệt rồi. Cái gì? Môn chủ Giang Hà cùng với mấy mươi đệ tử trong môn tất cả đều đã vong mạng, chết rất thảm thương. Mọi người đều nói Lộ Chiêu Dao muốn tái xuất giang hồ nên gây ra trận mưa máu gió tanh. Tại sao cho rằng là Lộ Chiêu Dao? Sau khi hư tông môn bị diệt xong, nghe nói ám la vệ có kéo tới hư tông môn. Chuyện này rất kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Lộ Chiêu Dao đó tuy hành sự lỗ mãng nhưng ân oán phân minh. Hư tông môn với cô ta không thù không oán. Nếu muốn trả thù, Trì Thiên Minh và Hùng Thiên nên xếp ở vị trí hàng đầu mới phải. Không sai, ta cũng nghĩ giống như cô. Làm ra chuyện này chắc chắn là một người khác rồi. Khương Vũ. Đúng là nực cười mà. Ta giết người mà phải lén lại lén lút như kìa hay sao? Nếu ta muốn diệt hư tông môn, ta nhất định phải lưu lại đại danh Khương Vũ của ta trên tường mới phải. Nhưng mà người diệt môn này lại có nửa chút phong thái của ta. Đi, tra thử hắn là ai. Dạ. Tử Dương tỷ, tỷ đã gặp được Khương Vũ chưa? Bạn với hắn thế nào rồi? Người này tính tình cố chấp, chuyện hắn đã quyết không thể thay đổi được, rất khó lôi kéo. Vậy có nghĩa là sau này chúng ta phải ở lại tông môn tiếp sao? Thì đành phải vậy thôi. Lúc trước ta còn tưởng mình sẽ mãi mãi đứng bên cạnh huynh ấy, sau này sợ là không được nữa rồi. Tử Dự tỷ, muội thật sự không hiểu tại sao tỷ lại nặng tình với Lệ Trần Lan như vậy. Môn chủ, gọi Tử Dự có gì không? Từ hôm nay cho người làm ám là vệ trưởng, phụ trách tất cả mọi việc trong môn. Đa tạ môn chủ nâng đỡ. Nhưng mà Tử Dự tuổi trẻ bất tài, sợ khó phục chúng. Không sao, ta tin ngươi nhất định làm được. Dạ, Tử Dự quyết không phụ lòng của môn chủ. Thuộc hạ xin môn chủ chỉ giáo. Sau này sẽ cố gắng luyện công pháp nhiều hơn. Lâm vệ trưởng, công pháp của người tiến bộ không ít, không cần hạ khắc với bản thân quá. Tạ môn chủ quá khen. Được rồi, đều là chuyện quá khứ, đừng nhắc nữa. Tử Dự tỷ, muội nhập môn trễ nên không biết những chuyện xảy ra trước đó. Muội chỉ nghe nói lúc lão vệ trưởng muốn dẫn mọi người tự dẫn theo môn chủ là tỷ ngăn cản mọi người quy thuận Lệ Trần Lan. Bởi vậy mới nói chi bằng lúc đó giải tán hết thì đã không có chuyện như ngày hôm nay rồi. Tiểu Ngải, không được nói vậy.
phàm là ám la gì đều là người nhận ân huệ của môn chủ. Dạng Lộ Môn là nhà, nhà thì làm sao mà dễ dàng bỏ đi. Tử Dự tỷ, vậy lúc trước tại sao tỷ lại vào Dạng Lộ Môn? Ta lúc trước ta và đệ đệ làm dược nhân ở Quyết Sát Môn, sau đó được Lộ Chiêu Dao đến cứu. Ta thề sẽ trả ơn cho cô ấy. Bao năm qua ta canh giữ Dạng Lộ Môn cho cô ta, coi như đã trả hết ân tình. Hơn nữa Dạng Lộ Môn hiện giờ không còn là Dạng Lộ Môn lúc trước. Ai? Lâm cô nương, trì chấp sự mời cô đến thư phòng gặp. Lát nữa ta tới. Dạ. Tử Dự tỷ, Trì Thiên Minh tìm tỷ có chuyện gì? Không biết trong hồ lô lão hồ ly đang bán thuốc gì. Ở đây đợi ta. Ừ. Lâm cô nương, tìm ta có chuyện gì? Lâm cô nương, nghe danh đã lâu. Lạc Minh Hiên. Đúng vậy. Lâm cô nương, trước đây cô từng nói với ta, hợp tác thì phải tin tưởng lẫn nhau. Chuyện Kim Tiên đã quay trở về là bí mật lớn nhất tông môn ta, cô tuyệt đối không được nói ra bên ngoài. Lâm cô nương, mời ngồi. Không cần đâu, có gì nói đi. Được, nếu Lâm cô nương đã muốn nói thẳng thì ta cũng không vòng vo nữa. Không biết Lâm cô nương có bằng lòng giao ra Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm? Lâm cô nương, nếu cô đồng ý tặng thiên kiếm lại cho Kim Tiên, tông môn ta tự sẽ dốc sức báo đáp. Không biết Kim Tiên muốn báo đáp lại sao? Giết chết Lộ Chiêu Dao và Lệ Trần Lan. Cô không muốn? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.